来家中 museum， 阿门。
xưa mà nhỏ này á, thì ông bà Sư Du á, thì nói mà nhỏ này bị đứa trên đầu thì là phải phá cái đi, không á thì nó bị mát. Thì bà mẹ nói con không mới tin, bắt đầu ông bà Sư Du phải gọi nó lên trên đã nói chuyện, thì nói là thôi thằng chồng tính toán đi phá cho nó sớm, nó lớn quá phá không có được, làm mình không tám nó có phá. Và con đến đây con xin cha, con lấy tới cha để mà sửa cha cho con có con rồi, thì cái này thì cha phải cho con thêm thứ hai nữa, còn nếu mà con không biết nói gì hết cha thì con xin nghe nào để đến con xin thì đi xưa thì bác sĩ Du con không biết tại sao siêu âm lần thứ hai thôi là sau thương lần thứ hai thì bắt luôn cái này thì nó bị biếu như thế nào, lúc đó nó có biếu trên đầu luôn đó. Còn cái cha thì không giàu thì muốn phá thai được, thì ông Du bác sĩ Du á, bác sĩ muốn nói là tại vì ma nó giam con nuôi được hay không, tại vì bị biếu ra bị tâm thần gì đó đó, dạ, thì con kiểm tra thì cha thì quay trở lại của bạn dạ, đây là đó đây đó, đó. Và phải cảm ơn cha để tính là con xin cha hết đó. Thì con cũng xin cha là đứa cha, cha cho con một tuần là ơn rồi, làm cho con có con, cha con cho con có con, còn để mai thì con gái của con bị biếu như vậy thì cha đã thương con hơn thương con, thương con luôn, thì cha giúp nuôi con một cuối thế là lên thành bắt luôn con đi được hai ơn bạn lớn luôn đó. Dạ, cái trước thì có con, thứ hai có con biếu trên đầu. Dạ, con chỉ biết là cộng hết là có con nó nói vậy thôi. Thì con chỉ nói mọi người là cứ đến cứ có cái gì mà làm được, cái chạy đến cha làm được hết. Cái này con mà thích. Dạ, bởi bất kỳ cái gì mà cha làm được hết tất cả mọi sự. Dạ. Lạy Cha trường bưu diệm, lạy Cha trường bưu diệm.